Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 219 Hắc Thủy Đài, một lâu đài huyền bí. Diêm Ách, chủ nhân của Đại Đốc, chính vì lý do này mà không muốn tiếp nhận án của Thẩm Lãng. Quá nhỏ. Thẩm Lãng phân lượng quá nhỏ. Đây không phải là một vụ án diệt tộc lớn, chưa đủ tư cách để được chủ nhân của Hắc Thủy Đài xem xét thế giới này quá thực tế, ngay cả việc giết người cũng phải xem xét tư cách. Nếu ngươi có cấp bậc quá thấp, ngươi sẽ không có tư cách để bị giết bởi những người quan trọng. Chỉ sau một lát thôi, một ý chỉ mới đến. Hãy đưa thẩm lãng đến đại lý tự để giam giữ, đại lý tự sẽ xem xét, hắc thủy đài sẽ cử người hỗ trợ. Sau đó, các võ sĩ của hắc thủy đài đã đưa thẩm lãng đến đại lý tự để giam giữ. Tại biệt viện của Kim Thị, ngũ vương tử và thê tử Trác thị đang cố gắng an ủi tiểu băng. Băng Nhi bụng đã rất lớn, hai mắt to tròn đỏ hoe, môi run rẩy không ngừng. Dư Ca Cao và Dư Hề Hề, hai đứa trẻ không dám nghịch ngợm, nước mắt lưng tròng ôm hai chân của Tiểu Băng, muốn an ủi. Băng Nhi đương ngắm ám khí bạo vũ lê hoa. Nàng không biết võ công, tính cách lại rất cực đoan. Mặc dù Thẩm Lãng đã cảnh báo nàng trước, nhưng khi Thẩm Lãng thực sự bị bắt đi, Tiểu Băng cảm thấy như cả người sắp nổ tung. Nàng không giống những người khác có gia tộc, nàng chỉ có một mình cô gia nàng giống như một cây dây leo quấn quanh trên người cô ra. Bây giờ có người muốn thiêu cháy cây dây leo này. Trong lòng tiểu băng tràn đầy ý muốn phá hủy. Nàng chỉ tiếc rằng bạo vũ lê hoa trong tay quá nhỏ, quá ít. Nếu không nàng sẽ dùng nó để giết chết mọi người. Trong phòng thư, Kim Mộc Thông đang ngồi viết chữ. Sát, 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 sát. Không hiểu sao, lúc này trong chương mà hắn viết tràn đầy sắc khí thô bạo. Tỷ phu đã cảnh cáo hắn rằng trong thời gian này không được ra khỏi cửa, không làm bất cứ điều gì vì vậy hắn không thể làm gì cả rất nhanh một quan viên đã tiến vào biệt viện của kim thị tuyên đọc ý chỉ của quốc quân ban cho huyền vũ hầu thế tử kim mộc thông công danh khâm thử sau khi tuyên chỉ quan viên đó đã rời đi ngay lập tức kim mộc thông nhìn ý chỉ trong tay mình kim an một võ sĩ chạy vào với tốc độ nhanh nhất kim mộc thông nói ngươi hãy về nhà với tốc độ nhanh nhất và nói cho phụ thân biết về sự việc nếu có người muốn sát tỷ phu Vậy, chúng ta phải phản kháng. Thẩm Lãng trước đó luôn nói với Kim Mộc Thông rằng không nên làm bất cứ điều gì, nhưng Kim Mộc Thông vẫn không thể nhịn được. Vâng. Kim An chạy đi một cách nhanh chóng, sau khi Ninh Diễm và Thẩm Lãng cuộn trên giường. Cả người cảm thấy không ổn, đầu óc mơ màng suy nghĩ, cảm giác loạn như ma, hoảng loạn đến kinh người, thậm chí không thể nhắm mắt, mỗi khi nhắm mắt lại hiện lên những hình ảnh của Thẩm Lãng trong đầu. Ninh Diễm, ngươi quá là không có tiền đồ không phải là nam nữ ngủ thôi sao. Những người làm nghề sướng nhi ở Thanh Lâu, mỗi ngày đều phải ngủ với mười mấy nam nhân, họ không có chuyện gì cả. Ta ninh diễm liệu có kém hơn một sướng phụ không? Ôi! Công chúa Đại Mông, vĩnh viễn đều có một sự độc đáo riêng. Chính là vào lúc này, bên ngoài, một nữ võ sĩ hùng tráng vọt vào và nói, công chúa, không tốt rồi, thẩm lãng công tử đã bị các võ sĩ của Hắc Thủy Đài bắt lại. Đó chính là người cao tám thước, vòng eo cũng tám thước, và luôn yêu thầm thầm lãng cái gì ninh diễm cả người như muốn hóa đá hắn đã bị đưa đến đâu nữ võ sĩ béo tốt đáp chắc chắn là ngục giam của hắc thủy đài ninh diễm không nói thêm gì túm lấy kiếm bảo cảm thấy chưa đủ uy phong lại túm thêm một phen đại đao và xông ra ngoài tập hợp tất cả các võ sĩ theo ta đi cướp ngục sau đó ninh diễm dẫn theo hàng chục nữ tráng sĩ lao ra khỏi cổng nhà nhưng vân mộng trạch đã ngăn cản nàng ngươi muốn đi đâu đi hắc thủy đài cướp ngục vân mộng trạch nói đầu tiên dù ngươi được việt vương yêu mến nhưng hắc thủy đài không phải là nơi mà ngươi có thể chạm vào ngươi chỉ là một công chúa nhỏ bé chưa đủ để được hắc diêm vương để vào mắt ngươi đi hắc thủy đài cướp ngục chỉ giống như lấy trứng trọi đá dù rằng ngươi không có trứng tiếp theo thẩm lãng sẽ phải được chuyển đến ngục giam tại đại lý tự nhưng ngay cả ngục giam tại đại lý tự cũng không phải là nơi mà ngươi có thể cướp ngục nếu ngươi đi cướp ngục không chỉ không thể giúp thẩm lãng mà ngược lại sẽ làm cho sự tình trở nên dối rắm hơn. Cọp mẹ nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải nhìn nam nhân, à nhầm, huynh đệ của ta chết sao? Vân Mộng Trạch nói, ngươi yên tâm, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của thẩm lãng. Và bây giờ điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn Hắc Thủy Đài có bất kỳ ai lợi dụng cơ hội để tra tấn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng rơi vào tay của Tiết Thị, đệ tử của Yến Nan Phi, Yến Đuôi Y. Tiết Thị ghét Thẩm Lãng đến mức nào? Ngươi biết không? À, ngươi không biết. Ninh Diễm, công chúa mông to, không biết gì cả. Cọp mẹ nói, ngươi nói suốt ngày những lời vô ích, không có một câu hữu ích. Ngươi hãy nói cho ta biết, phải làm gì bây giờ. Vân Mộng Trạch nói, ngũ vương tử sẽ tiến cung cầu tình. Ngươi hãy đi nhờ Ninh Khiết trưởng công chúa để ngăn chặn Hắc Thủy Đài tra tấn thẩm lãng. Cọp mẹ hỏi, tại sao nhân viên của Hắc Thủy Đài lại lắng nghe sư phụ? Vân Mộng Trạch trả lời, bởi vì cô cô của ngươi từng là một người của Hắc Thủy Đài. Tại sao khi mới đến, ngươi không nói cho ta biết ninh diễm quay đầu ngựa lại và hướng về phủ của trưởng công chúa ninh khiết công chúa ninh diễm lao vào phòng tĩnh lư khuôn mặt lo lắng sư phụ sư phụ có chuyện không tốt thẩm lãng đã bị bắt họ đưa hắn về đại lý tự và giam trong ngục hắc thủy đài họ đang tra tấn hắn ngươi hãy nhanh chóng đi cứu hắn công chúa ninh khiết mở đôi mắt đẹp lạ thường lên và nói thẩm lăng bị bắt thì sao tại sao ngươi lại hoảng loạn như vậy nếu người bị bắt là kẻ ngốc kia có lẽ ninh khiết sẽ quan tâm một chút nhưng đối với thẩm lãng ninh khiết không quan tâm nhiều ngươi không cần lo cho dù sao đi nữa cô cô hãy mau đi cứu người đi ninh khiết nói lần này thẩm lãng đã phạm vào tội lỗi rất lớn bệ hạ hoàn toàn tức giận không ai có thể cứu được hắn ninh diễm không khỏi ngạc nhiên cô cô làm sao người biết công chúa ninh khiết nhìn ninh diễm một cái rồi liếc mắt nàng luôn không hiểu tại sao ninh diễm lại gọi nàng là sư phụ thật là không có lý do gì cả ngực to nhưng ngốc nghếch, thật là mất mặt. Ninh Khiết có võ công siêu cao, chỉ đứng sau mấy vị đại tông sư. Trước đây, nàng từng giữ chức vụ quan trọng trong quân đội đại biểu quốc ở Hắc Thủy Đài trong một thời gian dài. Mặc dù hiện tại nàng đã rời khỏi và ẩn cư trong Tĩnh Lư, nhưng nàng vẫn biết rõ mọi việc. Rất nhiều thông tin tình báo đều được báo cáo cho nàng và nàng luôn được coi trọng. Nàng thật sự rất xinh đẹp, nhưng tại sao Thẩm Lãng mỗi khi nhìn thấy nàng lại cảm thấy không khỏe? Bởi vì nàng đã giết quá nhiều người ở Hắc Thủy Đài, lòng dạ biến thái và hung ác. Vì sao nàng lại lạnh lùng? Đương nhiên cũng là do việc giết người quá nhiều, tra tấn quá nhiều và đã chứng kiến quá nhiều tội ác. Ninh Diễm hỏi, cô cô, thật sự không ai có thể cứu được thẩm lãng sao? Ta có thể đi xin phụ vương được không? Ninh Khiết trả lời, không ai có thể cứu được hắn. Ngươi đi xin bệ hạ chỉ khiến cho tội của hắn tăng thêm. Ngươi, có phải đã ngủ với hắn không? Ninh Diễm co rụt lại rồi sau đó tự tin khẳng định, không, ta đã khiến hắn phải ngủ với ta, ta không thể chịu đựng nổi. Tạo nghiệt, Ninh Khiết nói, chuyện giữa nam và nữ không có gì đáng để bận tâm. Ngươi hãy coi như hắn đã chết đi, không cần phải quan tâm. Có rất nhiều nam nhân khác, thẩm lãng đã chết thì cũng chẳng sao. Không được, Ninh Diễm khóc lớn, hắn đã cứu mạng ta, chúng ta là anh em, ta không thể ngồi nhìn mà không làm gì được, ta nhất định phải cứu hắn. Ninh Khiết nhắm mắt lại và không để ý tới. Ngươi yêu ai thì yêu, Ngươi muốn đi cướp ngục thì cứ việc đi, ta không có ý kiến, Ninh Khiết thật sự không có ý kiến. Nếu Ninh Diễm muốn đi cướp ngục, điều đó chỉ khiến cho tội của thẩm lãng tăng thêm, Ninh Diễm chỉ có thể bị giam cầm trong một thời gian, không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, liệu nàng có thể dùng mấy trăm hào quân của mình để cướp ngục sao? Điều đó quả thực chỉ là mơ mộng. Ta mệt rồi, ngươi hãy đi đi." Công chúa Ninh không cứng nói một cách nhàn nhạt, nhạt. Ninh Diễm nhìn cô cô với ánh mắt kinh ngạc, có vẻ như đây là lần đầu tiên nàng nhận ra cô cô. Thật sự là lần đầu tiên nàng nhận ra. Trước đây, mỗi khi Ninh Diễm tự do tự tại, Ninh Khiết luôn miệng nói rằng nàng không muốn được gọi là sư phụ, chỉ muốn được gọi là cô cô. Ninh Diễm luôn cho rằng điều này chỉ là một trò đùa. Nhưng giờ đây, có vẻ như Ninh Khiết thật sự ghét bỏ nàng. Trước kia, mỗi khi Ninh Diễm xâm nhập vào phòng tĩnh lư của Ninh Khiết mà không coi ai ra gì. Nhưng giờ đây, Ninh Diễm mới hiểu rằng có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thật sự nhận ra cô cô của mình trước kia mỗi khi ninh diễm xin cô cô ninh khiết giúp đỡ dù ninh khiết có nhíu mày cô ấy vẫn sẽ giúp vì thế ninh diễm luôn nghĩ rằng cô cô ninh khiết yêu thương và quý mến nàng nhưng giờ đây nàng nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều cô cô ninh khiết này có trái tim lạnh như băng sự kiên nhẫn của cô ấy đối với ninh diễm không phải là thật lòng mà chỉ giống như sự chịu đựng của người lớn đối với trẻ con trong mắt ninh khiết ninh diễm không có giá trị gì ngay lập tức, nước mắt của Ninh Diễm tuôn rơi. Hóa ra nhìn thấu con người khác là một điều lạnh lùng và đau khổ như vậy. May mắn thay, trước kia nàng là kẻ ngốc, không nhìn thấu được điều gì cả. Ninh Diễm luôn tự hào rằng nàng là một người quan trọng, không có việc gì là nàng không thể làm được. Nhưng thực tế thì, nàng chỉ là một kẻ bị chế giễu, nàng không là gì cả, không có giá trị gì cả. Công chúa Ninh Diễm rời Tĩnh Lư, khi bước ra khỏi cửa, nàng đã quyết tâm kiềm chế. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể kiềm chế được. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Sau đó, nàng khóc lớn, không ai quan tâm đến nàng. Ninh Diễm không là gì cả, nàng không thể làm được gì cả. Phụ vương dung túng nàng, nhưng hắn không quan tâm đến nàng. Nếu không, hắn sẽ không gả nàng cho một người đàn ông biến thái. Cô cô cũng không quan tâm đến nàng. Thực ra, cô ấy không coi nàng ra gì, thậm chí coi việc giúp đỡ nàng như một sự xúc phạm. Huynh đệ và tỉ muội của nàng cũng không quan tâm đến nàng kể từ khi mẫu thân qua đời, không ai yêu thương nàng thật lòng. Ninh Diễm tức khắc cảm thấy mình bị bỏ rơi và không có ai giúp đỡ. Trong toàn bộ thành phố lớn này, dường như không có chỗ cho nàng trú ẩn. Khi ngẩng đầu lên, nàng gặp ánh mắt quan tâm của ai đó. Đó là Vân Mộng Trạch, đại sứ của đế quốc và là thằng bạn duy nhất của nàng. Kaka, Ninh Diễm lao về phía anh ta. Ban đầu, nàng muốn ôm Vân Mộng Trạch ngay lập tức. Nhưng vì lý do nào đó, nàng dừng lại, có vẻ như việc ôm anh ta là một việc thiếu tế nhị. Lạ thay, liệu nàng còn cần giữ trinh tiết cho ai nữa không? Vân Mộng Trạch cẩn thận vuốt đầu Ninh Diễm và nói, cô cô Ninh Khiết không giúp sao? Cảm thấy khó chịu à? Ninh Diễm khóc lớn và nói, ca ca, không ai quan tâm đến ta cả. Ta không thể làm gì cả, ta cũng không thể cứu được Thẩm Lãng. Vân Mộng Trạch nói, chúng ta đều là những người vô dụng. Ta đã nhận ra điều này từ lâu, còn ngươi mới chỉ nhận ra sao? Ngốc nghếch có phải tốt hơn không? Khi nhìn thấu sự thật của thế giới này, cuộc sống sẽ không còn đau khổ như trước nữa. Ninh Diễm hỏi, vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Vân Mộng Trạch trả lời, ngươi không phải muốn đi cướp ngục sao? Vậy ca ca sẽ đi cùng ngươi đến đại lý tự để cướp ngục. Ninh Diễm nói, chúng ta có quá ít người, chúng ta không thể cướp được ngục. Vân Mộng Trạch mỉm cười, chúng ta chỉ cần làm cho mọi việc trở nên hỗn loạn là được. Công chúa Ninh Diễm nói, được, chúng ta hãy đi cướp ngục. Sau đó, công chúa Ninh Diễm lên ngựa và hét lên, mọi người nghe rõ, hãy đi cùng ta đến đại lý tự để cướp ngục. Sau đó, đại sứ đế quốc Vân Mộng Trạch và tai họa của thủ đô, công chúa Ninh Diễm, dẫn dắt hàng trăm nữ hiệp sĩ tiến về phía đại lý tự. Họ bắt đầu cuộc cướp ngục. Ninh Diễm có thể là một kẻ vô dụng, một kẻ bị chế giễu, nhưng nàng tuyệt đối không phải là một kẻ bất lực. Thẩm Lãng, dù nàng có không thể cứu được anh, nàng vẫn sẽ liều mạng để cứu anh. Nàng sẽ dốc hết sức mình. Tô Phi, muội muội của Tôn An, vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt trần dù đã 40 tuổi nhưng trông chỉ như mới 30. Lục Phương Tử Ninh cảnh nhẹ nhàng vỗ vai mẫu thân của mình, Tô Phi, với vẻ mặt ôn nhu và cương chiều. Nhìn xuống Ninh Chính, người đang quỳ trước mặt mình, Tô Phi nhíu mày trong chán ghét. Đứa con trai này không biết điều, suýt nữa đã mang đến tai họa lớn cho nàng. Hắn lớn lên không chỉ thấp bé mà còn rất đen, cái cảm của hắn càng làm cho người ta chú ý. Hơn nữa hắn còn nói lắp. Khi hắn mới sinh ra, đã có sao băng rơi xuống đất, giết chết hàng chục người và thiêu hủy hàng trăm căn nhà dân. Vốn dĩ khi mới sinh ra hắn đã phải bị chết đuối, nhưng chị gái của nàng, Tô Bội Bội đã can thiệp, nói rằng hổ độc không thực tử. Những lời này tuy đã cứu được Ninh Chính, nhưng cũng đã làm giận dữ quốc quân. Vì thế từ khi còn nhỏ, Tô Phi không bao giờ nuôi dưỡng Ninh Chính, coi như không hề sinh ra hắn. Thẩm Lãng kia đã chết thì đã chết, ngươi muốn gì? Tô Phi lạnh lùng nói, Ninh Chính ngươi từ trước tới giờ đều không tới thăm ta, chưa từng bước vào cung của ta nửa bước, bây giờ lại quỳ gối trước mặt ta để làm hiếu tử. Không cần. Ở đây không có ai khác, nàng không cần phải diễn kịch. Lục vương tử Ninh Cảnh nói, Ninh Chính, thẩm lãng này đã đắc tội với gia tộc tô thị của chúng ta không chỉ một lần hay hai lần. Hắn đã chết thì tốt rồi. Chưa kịp nói xong câu này, Tô Phi đã lập tức bịt miệng con trai mình. Ở đây sao lại có thể nói gia tộc tô thị của chúng ta cơ chứ? Ninh Cảnh là con trai của Quốc Quân, thuộc dòng dõi Ninh thị, không phải Tô. May mắn thay, ở đây hoàn toàn che chắn tất cả mọi người, không ai nghe thấy. Ninh Chính sụp xuống mặt đất, run rẩy nói, Thỉnh mẫu phi thông báo cho Tô hầu ra rằng Thẩm Lãng sẵn lòng rời khỏi thủ đô và trở về Huyền Võ thành, mong hắn xem xét quan hệ thông gia trong quá khứ và tha thứ cho Thẩm Lãng. Tô Phi lạnh giọng nói, Ninh Chính, ta không hiểu gì về những gì ngươi nói. Thẩm Lãng tự tạo ra cái chết của mình bằng cách làm tức giận Quốc Quân chuyện này có liên quan gì đến gia tộc tô lục phương tử ninh cảnh cười lạnh nói ninh chính ngươi thật sự là ăn cây táo rào cây sung tô hầu ra là chú của ngươi còn thẩm lãng chỉ là một kẻ hèn mọn hắn đã chết thì đã chết muốn gì nữa chẳng lẽ gia tộc kim sẽ vì hắn mà nổi loạn không thành trước đây ta quan tâm đến thẩm lãng chỉ vì hắn còn có ích bây giờ huyền vũ hầu đã nắm trong tay thẩm lãng này không còn giá trị gì nữa nếu hắn đã chết thì ninh chính ngươi chỉ cần khóc hai tiếng là đủ Kim Mộc Lan sẽ rất vui mừng và sẽ tái giá. Dù sao cô ấy cũng không có ngủ quá, bụng cũng không có to lên, không phải cô ấy luôn nói thầm lãng không tốt sao. Vậy thì không cần phí phạm của trời, lãng phí Kim Mộc Lan, một mỹ nhân tuyệt thế. Ngũ Vương tử Ninh Chính run rẩy nói, mẫu thân, thật sự không thể tha thứ cho thẩm lãng sao? Biến. Tô Phi nhắm mắt lại, người tới, hãy đem cái vật xấu xí này ném ra ngoài. Có hai võ sĩ từ bên ngoài vào và túm lấy Ninh Chính sau đó ném hắn ra ngoài họ thật sự đã ném hắn ra ninh chính từ trên mặt đất bò dậy lau đi vết máu trên chán dù biết rằng mình chỉ đang diễn kịch theo chỉ dẫn của thầm lãng nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bi phẫn ninh chính thật là một kẻ vô dụng thật là một kẻ phế vật hắn đã diễn xong vai của mình hẳn là đã đi rồi nhưng hắn không cam lòng chỉ làm như vậy dù là phế vật hắn cũng muốn dốc hết sức mình chứ vì thế hắn đã đi đến trước cung điện của biện phi đây là hắn lần đầu tiên cầu kiến biện phi quốc quân sủng ái nhất chính là biện phi biện phi che bụng nhỏ phồng lên nhìn xuống ninh chính ngũ vương tử đang quỳ trước mặt mình ninh chính nói lắp tự ti nên hầu như không bao giờ vào cung càng không ở chung với quốc quân hay các phi tần hơn nữa mỗi khi có hoạt động lễ mừng trong vương tộc ninh chính đều tự giác báo ốm ở nhà quốc quân cũng coi như hắn không tồn tại vì thế biện phi hầu như không gặp mặt vương tử nói lắp này người được mệnh danh là điểm xấu Biện mẫu phi, thẩm lãng tinh thông y thuật là một nhân tài, cầu ngài ra tay tương trợ. Biện phi nghe được lời này, thoáng có chút không mừng. Ngươi đây là muốn nguyền rủa ta sao? Nhưng giọng nói của nàng vẫn ôn nhu, ninh chính, ngươi cũng biết hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nếu thẩm lãng trong sạch, bệ hạ nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ninh chính nói, hiện tại phụ vương không ở thủ đô, có người muốn nhân cơ hội hại thẩm lãng. Hắc thủy đài chung có kẻ thù của thẩm lãng, nhất định sẽ mượn cơ hội này tra tấn hắn. Ninh Chính thỉnh cầu biện mẫu phi truyền một câu, làm Hắc Thủy Đài người thẩm vấn về thẩm vấn, nhưng đừng cử động hình. Thẩm lãng thể nhược, khiêng không được đại hình. Biện Phi Ôn Nhu nói, ngươi lòng có thương hại này thực sự rất tốt, nhưng là ta dù sao cũng là phi tử, không tiện xuất khẩu can thiệp. Ninh Chính nói, Ninh Khiết cô cô đã từng thời gian dài ở Hắc Thủy Đài đảm nhiệm chức vụ, chỉ cần cô cô ngài ấy ra mặt ngăn cản, Hắc Thủy Đài người liền sẽ không đối thẩm lãng tra tấn. Ngài đánh một tiếng tiếp đón, Ninh Khiết Cô Cô nhất định sẽ ra mặt. Đây là trăm phần trăm chắc chắn. Biện Phi có biện tiêu ở sau lưng và là phi tử được quốc quân yêu thích nhất. Biện Phi do dự thật lâu, ôn nhu nói, Ninh Chính, ta thật sự rất muốn hỗ trợ, nhưng là hậu cung không được tham gia vào chính sự. Đây là một cái thiết quân luật. Ninh Chính dập đầu xuất huyết nói, khó xử biện mẫu phi. Ninh Chính cáo tử. Sau khi rời khỏi cung, Ninh Chính toàn thân lạnh lẽo cảm giác toàn bộ thủ đô rộng lớn biển người mênh mông nhưng không có chỗ cho hắn dựng thân ta ninh chính lại là như thế vô dụng sao tại đại lý tự nơi giam giữ tù nhân thẩm lãng lặng lẽ ngồi trên ghế hắc thủy đài thiên hộ yến đuôi y ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẩm lãng nói thật là không dễ dàng nhỉ ngươi rốt cuộc rơi xuống tay chúng ta hắn nói chúng ta không chỉ chỉ hắc thủy đài mà còn chỉ tiết thị gia tộc 20 năm trước tiết thị gia tộc đã phản bội kim vũ bá tước khiến huyền vũ bá tước phủ rơi vào cảnh khốn khổ mới đây khi kim thị gia tộc gặp khó khăn nhất tiết thị gia tộc đã tiến đến từ hôn và nhục nhã kim thị khi ẩn nguyên hội tiến đến đòi nợ tiết thị thế tử tiết bàn cũng tiến đến ép trả nợ kim thị gia tộc đối với tiết thị có ân trọng như núi mà tiết thị gia tộc lúc nào cũng muốn đưa kim thị vào chỗ chết nếu so sánh về sự xấu hổ tiết thị và tô thị giống nhau như đúc chỉ là vì tô kiếm đình đã tấn công bất ngờ huyền vũ bá tước phủ gây thương cho Mộc Lan và nhạc mẫu Thẩm Lãng mới quyết định đặt mục tiêu diệt tộc đầu tiên vào Tô Thị. Không ngờ khi Tô Thị gia tộc muốn hại Thẩm Lãng, Tiết Thị gia tộc này đã không kiên nhẫn được và ra tay trước. Thẩm Lãng, ngươi biết chúng ta Hắc Thủy đài có bao nhiêu loại khổ hình không hả? Mấy trăm loại, hoàn toàn không trùng lập. Ngươi biết cách chế biến Mộc xuyên tràng không? Ngươi biết cách xốc bít không? Ngươi có biết cách múc lòng đỏ trứng không? Ngươi biết cách lột da gà chứ? Ngươi yên tâm đi, ngươi đã đắc tội với chúng ta Tiết Thị. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trải qua mọi hình phạt, nhất định sẽ khiến ngươi sống không yên, muốn chết cũng không được. Hết chap 219. Hướng dẫn tham gia thành viên chính thức của kênh để unlock những clip vượt tiến độ. Bước 1, bạn bấm vào profile của kênh. Bước 2, chọn nút tham gia. Bước 3, chọn loại hình bạn muốn tham gia với giá tương ứng. Bước 4, thanh toán qua thẻ Visa hoặc Momo tùy theo nhu cầu của bạn. Đối với các thành viên miễn phí các bạn không cần lo lắng, clip vẫn đăng công chiếu theo tiến độ bình thường, một tuần từ 4 đến 5 clip. Chân thành cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.